Hành trình với chuỗi các hoạt động chương trình tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng chống tội phạm về ma túy, khởi công xây dựng ngôi nhà tình nghĩa 19 tháng 8, bàn giao công trình vui chơi cho thiếu nhi bản Phà Lõm, xã Tam Hợp, truyền thông lưu động, cấp chứng minh thư nhân dân miễn phí cho 200 đối tượng. Cũng trong dịp này, ban tổ chức đã trao 50 mũ bảo hiểm cho người dân, tặng 1.200 quyển vở cho các em học sinh, 10 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó tại bản Phà Lõm, trao tặng 400 cây ăn quả cho mô hình phát triển kinh tế thanh niên, tổng giá trị hoạt động gần 350 triệu đồng.